Trung Dân xin kính chào quý vị. Chúng ta đang xem chương trình Người Kể Chuyện Đời. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu một ca sĩ quê ở Sài Gòn. Cô ấy cũng thanh danh trên mảnh đất quê hương của mình. Người tôi muốn nói đó là ca sĩ Thanh Lan. Em xin kính chào Trung Dân. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem chương trình Người Kể Chuyện Đời. Ca sĩ Thanh Lan sinh năm 1983. Từ nhỏ, Thanh Lan đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 10 tuổi, cô được vào đội sơn ca cùng với ca sĩ Hiền Thục và Quang Vinh, thi đỗ vào nhập viện khoa thanh nhạc và tốt nghiệp năm 2008. Trong thời gian đi học, Thanh Lan vẫn tham gia đi hát cho nhóm bè Cadillac và nhóm Mặt Trời Đỏ cho đến nay. Năm 2010, Thanh Lan phát hành album Nơi Thời Gian Ngừng Lại, đánh dấu hành trình đi hát. Không những được biết đến là một nữ ca sĩ đa tài mà còn nổi tiếng với vai trò giám đốc âm nhạc của hàng loạt các game show ca nhạc nổi tiếng hiện nay. Sao lại chọn một cái nghề làm ca sĩ vậy, cô ca sĩ Thanh Lan? Dạ, nói vui một chút xíu, ở đây không phải là người chọn nghề mà ở đây là nghề chọn người. Em bước vào con đường nghệ thuật có thể nói gọi là bị ép buộc, bởi vì một con bé 10 tuổi mà ngày nào cũng bị hàng xóm và những người xung quanh gọi là đi mắng vốn này nọ cho ba cho mẹ là tại sao con bé này nó phá quá. Không có ngày nào mà nó ở nhà, 4 giờ rưỡi chiều là nhỏ là tầm đó được về rồi, là không bao giờ thấy ở trong nhà. Gì đâu? Dạ, vô trong chợ phá. Ở cái chợ dân sinh ở gần nhà em đó, là có những cái tiểu thương nhỏ nhỏ, mỗi lần mà họ bắt đầu họ chuẩn bị mà dọn hàng á, là thế nào cũng sẽ thấy em không lụm cái này em giục thì em cũng lấy cái kia em khiêng đi một vòng. Và ngày nào em cũng nhảy tưng 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 ở trong các quầy hàng, nó có một cái khoảng cao như tầm khoảng 1 mét như này nè. Ồ, tăng động dữ là Thanh Lan. Dạ, không, dạ cũng không tăng động cho mấy. Nên là ba đã quyết định, là ba nói với chị hai là thôi tao quyết định rồi, 3 tháng hè mày coi nó có chỗ nào mà dạy nhạc hay là dạy hội họa hay là dạy cái gì mà cho nó đi học giùm tao đi. Tìm hiểu xong thì chị hai có đăng ký cho học một cái khóa gọi là cái lớp năng khiếu ở nhà thiếu nhi quận 1. Lúc đó là do chị ca sĩ Như Quỳnh, lúc đó là em gọi là cô, là chị dạy. Thì sau khi mà em và em học 1 tháng ở trong đó thì là em bắt đầu chuyển qua cái lớp gọi là cái lớp chuyên môn hơn, được mang tên là đội sân ca nhà thiếu nhi quận 1, do thầy Lê Vinh Phúc đảm nhiệm. Là em đã bắt đầu con đường nghệ thuật một cách rất là ép buộc từ đó cho đến bây giờ luôn. Nhưng mà từ đâu mà có cái sở thích để đi theo luôn? Khởi đầu nó thấy nó không phải là nó có nghĩa là nó không mình. Dạ đúng rồi, ban đầu thì không phải cho mình, nhưng mà khi mà vào trong đó rồi thì mình được tham gia chung với các bạn. Và đặc biệt là cứ đến một đợt hè đó là nhà thiếu nhi sẽ tổ chức cho tất cả các thiếu nhi đi chơi, có khi là Vũng Tàu, có khi là Đà Lạt, có khi là Long Hải, nói chung là mỗi tháng hè đều được đi chơi. Họ ban đầu á thích lắm, tại vì nhỏ đi chơi là chỉ có được đi chơi với nhà thôi, không có tiếp xúc với những cái bạn nhỏ cùng lứa, tại vì lúc nó nhỏ quá, 10 tuổi, nhưng mà cái chiều cao của em nó rất là khiêm tốn. Nó chỉ bằng một đứa bé tầm khoảng 7-8 tuổi thôi. Thế nên là mỗi lần đi chơi là phải có ba mẹ đi theo. Còn cái này khi mà mình vào nhà thiếu nhi á, mình sẽ hoạt động chung với tất cả các bạn mấy chục người, cũng tầm cỡ mình khoảng từ 8 tuổi cho tới 12 tuổi. Phụ huynh cũng đi nhưng mà phụ huynh chỉ ngồi phía sau, chỉ để quan sát các con chứ không có kiểu mà nắm tay các con vòng vòng. Khoái lắm, thế là mê. Mê rồi hát luôn, học hát luôn, để tầm khoảng 6 tháng là có thể nói lúc đó em đã bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp một cách rất là ngây ngô mà mình không hề biết. Là lúc đó em đã bắt đầu được hát đơn ca, được đi biểu diễn này nọ ở các sân khấu thiếu nhi, rồi được hãng phim Kim Lợi ngày xưa mời hát những cái chương trình ca nhạc thiếu nhi của bên họ quay. Thì lúc đó là họ sẽ gửi những cái bài hát về cho thầy Phúc, và thầy Phúc sẽ là cái người chọn ra những bạn nhỏ nào mà có cái giọng hát phù hợp. Hầu như là chương trình nào của hãng phim trẻ và của hãng Kim Lợi thì em đều với cùng với chị Hiền Thục và ca sĩ Quang Vinh và chị Tố Hà này là đều tham gia tất hầu hết các chương trình đó. Có thể nói thời đó thì tụi em đã trở thành những ca sĩ nhí chuyên nghiệp như bây giờ. Bắt đầu mình yêu nó lúc nào mình cũng không biết luôn. Và cho đến khi em 18 tuổi là khi em học tốt nghiệp cấp 3, là lúc đó em vẫn còn đang sinh hoạt tại nhà thiếu nhi. Thì không biết bằng một cái thế lực vô hình nào đó, em vừa ôn thi đại học và vừa ôn thi gọi là mình học ký xướng âm để mình thi vào nhạc viện. Em thi cả hai trường, nhưng mà em đến cái ngày thi của trường đại học đó, thì em chỉ thi đúng một môn thôi, hai môn còn lại em đi về em không thi. Mà em không có nói với ba. Rồi cái chuyện mà em đi vào nhạc viện em thi á, cũng là ba chở, nhưng mà em nói là em đi vô em học chứ em không nói là em thi. Rồi cho đến chừng mà phát giấy báo trúng tuyển về á, thì là ba mới biết là em tự đăng ký đi thi vô nhạc viện. Là lúc đó em đã gọi là em thấy là chính thức bước vào cái con đường một cách học hành, một cách là chỉnh chu hơn, nó vận vào cái cuộc đời của em luôn. Trở thành một cái người chuyên nghiệp sân khấu thì có được một cái giải thưởng nào không Lan? Dạ có, em được những cái giải thưởng trong trường lớp thì rất nhiều. Cái giải mà em nhớ nhất đó là cái giải đơn ca toàn thành. Năm đó là em học lớp 8, em cũng sinh hoạt trong trường rất là nhiều. Tụi em cũng đoạt giải, là không phải nói một giải nào mà một loạt giải nhất trong chương trình cuộc thi Chú Ve Con. Lúc đó là em học lớp 12. Nói chung là thành tích thì cũng tạm tạm. Trở thành những người chuyên nghiệp hát chung với những người đứng trên sân khấu như nổi tiếng rồi đó, có cảm giác của Thanh Lan sao? Thì hầu như là em cứ phải bước những cái bước giống như là mình đang ở 5, 6, 7, 8,
xong mình chạy ngược về số 0. Xong lại 5, 6, 7, 8 xong chạy lại ngược về số 0 lần nữa. Ngược cảm giác gì ngộ à? Nói rõ là. Dạ, thật ra không phải cảm giác mà nó là những cái bước đường em đã từng đi qua. Khi mà em từ nhỏ đến lớn thì có thể nói là em là một trong những bạn thiếu nhi có thể nói là nổi tiếng toàn quốc. Nhưng mà khi em vào trong nhạc viện thì em học lại từ đầu. Em học 8 năm trong nhạc viện. Và có rất nhiều người sau này hỏi em là ủa lúc đó em đi định cư nước ngoài hay là cái gì mà không thấy em xuất hiện gì hết. Em hầu như là em bỏ hoàn toàn tất cả mọi thứ để em đi học. Thì trong 8 năm đó là coi như là em trở lại con số 0. Trong khoảng thời gian đó thì năm thứ 2 của nhạc viện là lúc em học trung cấp, thì em bắt đầu đi hát hợp xướng. Đến năm 2005 là em vào trong nhóm Cadillac, có thể số 3, số 4 gì đó. Thì bắt đầu em đứng em hát chung với những cái anh chị ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà mình vẫn chỉ là hát bè phía sau lưng. Thì đến khi mà em tốt nghiệp 8 năm nhạc viện thì em ra một cái album. Trong đó thời gian ngừng lại thì em bắt đầu đi hát đơn. Nói chung là cái tiếng tăm của mình cũng đã lấy lại được một số rồi. Nhưng mà sau đó thì không biết cái gọi là ông tổ cho mình cái nghề đó, hay là mình con đường nghệ thuật dẫn dắt đưa lối mình, thì em lại chuyển qua một cái lĩnh vực gọi là training cho các bạn thí sinh. Cái game show đầu tiên mà em training cho các bạn là game show Gương Mặt Thân Quen Nhí. Em dẫn dắt cho bạn Minh Khang thi. Bé Minh Khang lúc đó là 8-9 tuổi gì đó. Thì nó lại dầm ngược lên số 0 lần nữa. Bởi vì em bước qua một cái trang khác nữa. Và cái trang đó là đi theo em đến bây giờ. Coi như là em đã bước qua, hầu như là em chỉ làm training cho thí sinh. Và em làm giám đốc âm nhạc cho một số cuộc thi thôi. Và cái chuyện hát thì mới giống như bây giờ em nói chơi với mọi người là bây giờ xin đi hát cũng không cho, xin đi thi cũng không cho, giờ tôi không biết tôi đang làm cái gì. Thỉnh thoảng vẫn lên sân khấu hát. Dạ. Những cái chương trình như event, chương trình lớn này kia. Dạ đúng dạ. Em vẫn đang tham gia hoạt động với nhóm Mặt Trời Đỏ. Có số event hay là những chương trình là của nhà nước hay là của các cơ quan tổ chức thì mình vẫn tham gia. Ở trong cái sân khấu thời bây giờ nhiều ban nhạc dữ lắm, nhiều nhóm nhạc đó, mà sao lại chọn Mặt Trời Đỏ mà đầu quân? Một cái duyên. Khi mà em gặp chị Hồ Nga chủ nhóm, là phải nói xuất phát từ lúc em đang ở trong nhóm bè Cadillac. Thì chị Nga chị nói là chị muốn hát bè một cái bài hát, thì chị có gọi cho em. Thì sau khi em thu bè cho nhóm bài đó xong, thì chị Nga có nói là ở bên chị tạm thời đang thiếu một cái bạn ca sĩ, thì em có muốn tham gia hay không. Thế là mê chứ anh. Tại vì lúc đó là Mặt Trời Đỏ là một cái nhóm nhạc rất có tiếng. Nhưng mà em cũng có nói là chị ơi, em học trong nhạc viện, em học cổ điển, chứ em không có biết gì về nhạc cụ dân tộc hết. Thì chị Kha nói là thì đâu có sao đâu, miễn là chị rất là tin tưởng vào cái giọng hát của em và vào trong cái phần bè mối này của em. Thì khi mà em tham gia nhạc cụ thì chị sẽ chỉ cho em. Và cái nhạc cụ đầu tiên em đánh là cái trống dân tộc. Và cái bài đầu tiên mà em diễn với nhóm cũng là một bài chỉ có đánh trống không có hát. Và em phải tập là coi như là ngày nào cũng bay cái dù trống hết trơn á. Mình không có biết cách cầm là một. Cái thứ hai là một cái bài trống nó quá dài, nó tới gần 7 phút mà chỉ đánh trống thôi. Thì bắt buộc cái đầu em nó phải chạy liên tục xem em mới nhớ cái lúc nào là tùng, cái lúc nào là cắt, cái lúc nào là chạy nhịp đôi, lúc nào là chạy nhịp xong. Phải chờ chị Nga solo trống như thế nào. Mà cái nhịp của ở trong cái trống dân tộc và cái kể cả trong cái nhạc dân tộc á, nó không có giống như nhạc trẻ. Ví dụ trong nhạc trẻ là có một cái bài nhạc nhịp 4-4 thì nó đã chạy hoài nhịp 4-4 khi hết bài thôi. Và cùng lắm thì chỉ có một trang. Còn đối với trống dân tộc á là nó thay đổi nhịp liên tục. Để cho nghe một cái giai đoạn rất là mắc cười, là khi mà em thuộc trống rồi á, và khi đi ra diễn đó là cái đêm giao thừa, em nói mà em bị bắt cỡ với mọi người là lúc mà đang đánh trống. Và rất là may khi mà sắp cái đội hình trống á, thì vô tình anh đạo diễn anh để cho là em và một bé nữa, thì hai đứa đứng ôm hai góc sân khấu, còn chị Nga là ở giữa. Tại chị Nga solo trống thì mới có vô nhịp thôi, đang thủ thế như vậy để chuẩn bị nhịp đầu, anh bung một cái bay cái dù trống sân khấu là không biết phải làm sao. Cái thôi nó chết cha sao giờ. Cái chị Nga chỉ quay mỗi giờ mà chị không có nói được, mà chị cứ phải đánh thôi. Cái mình cứ lưỡi vô trong sân khấu, mình làm cái dù chống đâu mình đánh tiếp. Mà nó đang trực tiếp, anh rất may là nó không có quay vô người, có không quay vô khung của em, quay con mẹ em không biết làm sao luôn. Và khi ra thì em vẫn còn nhớ cái nhịp đó, nhớ cái nhịp để mình đánh á. Đánh xong xong đến hôm đến về đến Sài Gòn rồi, thì đến ngày mùng 1, mùng 2 bắt đầu Tết tôi chơi rồi, vẫn không nhớ, không để ý đến cái tay của em ở chỗ này nè, nó bị cái dòng nó đập lên là nó sưng lên, và nó giống như là anh đang bị phỏng á, nó phù nước lên trên này luôn. Dùng bị phồng. Dạ, nó bị phồng lên luôn, do là cái trống nó cứ đập liên tục như này nè. Xong lúc em tập thì em không để ý luôn, gì em cũng không để ý luôn. Cái tai nạn nó là non, cái tai nạn thứ nhất là tai nạn bay dùi, cái tai nạn thứ hai là cái tay nó phồng lên và nó sưng, nó lỡ ra cái chỗ này luôn. Xong em nói chị Nga ơi chết rồi sao giờ. Chị Nga nói bình thường thôi, hồi trước tao y chang gì đó. Nói chung là ở trong Mặt Trời Đỏ thì nó giống như là một gia đình á. Những năm đầu đi vô cái con đường nghệ thuật tự tạo cho mình một cái áp lực, và cái áp lực cứ duy trì cho tới bây giờ. Có khi nào nghỉ rồi chán nản rồi muốn bỏ nghề không? Dạ có chứ anh, rất nhiều. Khi nào mà Lan nghỉ vậy? Khi mà lần đầu tiên có một cái người nói một cái câu hỏi như anh, là tại sao những cái bạn khác cùng trang lứa với mình họ có tên có tuổi
mà mình vẫn cứ như vậy, mình vẫn dậm chân tại chỗ. Và có một câu của một cái anh nhà báo, anh nói và em nhớ hoài đến bây giờ và em phải phấn đấu cho bằng được. Anh nói là tại sao những người cùng trang lứa với em, người ta đi hát, người ta mua nhà mua cửa, người ta lo cho cha cho mẹ, còn em vẫn số không tại chỗ dậm chân. Và sau cái câu nói đó là em còn bị áp lực nhiều hơn nữa. Kể từ lúc đó là em bắt buộc mình lúc nào cũng phải làm việc, làm việc, làm việc. Em làm việc quá độ đến mức mà không ngủ được, là phải dùng đến thuốc ngủ để mà ngủ. Những cái câu chuyện này là em chưa bao giờ nói với ai. Em bị mất ngủ là hầu như là em phải uống thuốc ngủ suốt 6 tháng trời. Tối nào cũng phải uống. Mà uống uống à, thức thức à. Thời gian làm việc của em á là nó kéo dài từ lúc 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Ngày nào cũng vậy. Tại vì lúc đó em vẫn còn đang đi học. Thì 7 giờ sáng là em bắt đầu vào trường và nhập viện em học. Cho đến 11 giờ là em bắt đầu em qua bên ATB của cô ca sĩ Ánh Tuyết để em tập hợp xướng này nọ. Rồi 2 giờ em về trường em học. Em học đến 5 giờ, 5 giờ mấy, 6 giờ là em bắt đầu em về make up. 7 giờ mấy, 8 giờ là em đã có mặt ở bên sân khấu ATB để em hát. Đến 11 giờ sân khấu out thì em đi về tẩy trang này nọ phải 12 giờ. Là lúc đó lại uống thuốc. Xong mình mở mắt ra lại là 7 giờ sáng lại tiếp tục đi. Và em bị liên tục vậy trong vòng 6 tháng. Nhưng mà giống như là mình tự nghĩ với mình đó là tại sao mình phải đối xử với bản thân mình như vậy. Rồi, ở đây thì chỉ có ban biên tập và sản xuất của chương trình thôi, nên là mình cứ chủ động mình chia sẻ về bản thân mình ha, để cho mọi người hiểu hơn với lại cách chia sẻ của em như thế nào. Thì bây giờ em giới thiệu về bản thân mình đi, họ, tên, tuổi, được công việc, quê quán của mình ha. Dạ, họ tên em tên là Lê Ngọc Vui, hiện tại là em năm 1992, quê quán của em là huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hiện tại thì em làm về mặt hàng quần áo, thể thao và mỹ phẩm. Ừ, này em đang kinh doanh ở trên Sài Gòn hả? Dạ đúng rồi, em đang kinh doanh trên Sài Gòn. Em lên đây bao lâu rồi? Em lên đây được khoảng 5 năm rồi. 5 năm rồi, ok. Rồi, bản thân em thì em khoảng thấy là mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu hay là có những cái năng khiếu sở trường nào không? Điểm mạnh của em là về... Em cũng biết điểm mạnh của mình là gì? Thì kinh doanh nè, tự kinh doanh, tự bán được thì là mình cũng có năng khiếu về mảng gọi là làm kinh tế, kinh doanh, kiếm tiền đúng không? Dạ. Thì đấy cũng là điểm mạnh của mình mà. Trong này thì chị thấy ghi là thích đàn hát, hội họa này, rồi thích đi xem phim đêm này, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hát một đoạn này. Tại vì chị không cảm giúp em nha, thì do em ở những cái phòng trọ. Cho nên âm thanh đó nó sẽ không tốt, với lại nhiều người xung quanh, cho nên em hơi ngại xíu. Không sao đâu ha, đoạn ngắn thôi được rồi, để biết là mình gọi là mình đã thể hiện ra cái thông tin của mình là mình thích hát rồi, và mình cũng thể hiện cái tài lẻ đó ra cho mọi người xem như thế nào. Rồi. Nói đột ngột em cũng không biết em hát bài gì đây. Bài nào hay đi vừa đi tắm vừa đi hát, hay hát kêu ngao trên đường. Rồi, em hát một tập nha. Em xin lỗi nha, quên hết rồi. Chơi qua bước này được không chị? Chơi qua bước này được không? Rồi cho nợ hen. Rồi thích hội họa là vẽ thôi đó hả? Dạ. Em thích đi vẽ đồ vẽ tranh đồ này kia chị. Ừ. Rồi trong này chị thấy kia là thích đi xem phim đêm với bạn bè, thì cái thể loại phim mình thích là về phim ma, phim kinh dị hay là phim gì mà đi xem buổi đêm? Nói chung là phim gì mà đang hot là em xem. Ừ. Em không có. Nói chung là xem phim theo phong trào. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đi buổi đêm, tại ban ngày bận rộn quá hay sao? Dạ đúng rồi, ban ngày thì em thường là em sẽ không thích đi chơi ban ngày. Em chỉ thích đi chơi ban đêm, tại vì em rất là sợ nắng. Dạ. Em là kinh doanh online đúng không? Là kiểu như là chỉ có bán trên online thôi, đặt hàng là ship đi thôi, chứ không có người tới, như không có shop, không có cái ốt gì hết đúng không? À dạ đúng rồi chị. Ừ. Cái thu nhập của mình thì sao? Ổn định không? Dạ, thu nhập thì như chị cũng biết là nó kinh doanh thì nó sẽ có rất là khác.
nhưng mà thường thì sẽ dao động từ khoảng 20 đến 25. Ủa cà phê mà bán online thì sao? Ăn cà phê đó là em bán vào buổi sáng và buổi sáng sớm chị. Là bán có cái xe nhỏ nhỏ xong rồi mình bán dạ, hả? Dạ đúng rồi. Bán cho mọi người mang đi hả? Dạ đúng rồi. Tại lúc trước em có mở một cái em có mở hai quán cà phê. Nhưng mà do em mở ở Long An á, nhà do cái tình hình mà dịch rồi đó cho nên là em đóng. Ok rồi. Em có điểm yếu gì không? Chị thấy trong ngày ghi thì nóng tính với cầu toàn thì cụ thể hơn là sao? Dạ, có nghĩa là em không có nóng tính, có nghĩa là em rất là nóng tính, kiểu khi mà cái gì mà không vừa lòng mình á là mình sẽ thể hiện ra cái sự nóng nảy của mình liền. Nhưng mà bây giờ em cũng đã kiềm chế được bản thân của mình được một ít rồi. Còn về cầu toàn thì ví dụ như em mở quán cà phê hay là em làm những cái công việc buôn bán thì em sẽ không tin tưởng một bất kỳ ai mà em giao phó để làm một công việc đó mà em tin tưởng hoàn toàn hết, phải tự tay em làm hoặc là này kia thì em mới yên tâm được. Ok rồi, về tình trường của em thì sao ha Vui? Em thì cũng hai mối tình. Hai mối tình của em thì như thế nào? Mối tình thứ nhất, mối tình đầu của em thì thời sinh viên cũng khoảng được 3 năm. Sau đó thì em ra trường thì khoảng năm 2019 em có tiếp tục quen thì cũng khoảng được 3 năm. Đến năm 2022 thì em kết thúc. Thì tới bây giờ cũng có những mối tình lật vật nhưng mà không biết kết thúc. Ý là lý do mình cũng kéo dài tới 3 năm thì tại sao lại chia tay? Em nghĩ là chắc là do trong tình cảm thì ban đầu nó có phù hợp rồi kia đấy, nhưng mà sau này thì không phù hợp nữa và mình bị cấm phần, sau đó em không tin tưởng vào cái sự tình cảm nữa cho nên là em cũng chia tay những hàng ngày thì em cũng không có tự tin là bị cấm sừng đúng không? Nên là bị mất mất cảm giác tin tưởng vào tình yêu. Hai năm nay là không quen ai hết. Có cái động lực nào để em tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Ai rủ em đi? Chứ là em tự em đi. Tại vì em muốn cho cái người của mình á sẽ mở lòng ra. Ok, rồi bây giờ mẫu người của em mong muốn là như thế nào? Em không muốn mẫu người lý tưởng gì hết á chị. Chỉ cần em cảm thấy là người đó phù hợp với lại biết chuyện, em quan trọng là một người đó biết chuyện, biết điều là được. Nhưng mà phải miêu tả cụ thể hơn xíu để bọn chị có thể là bọn chị cái cảm quan ban đầu bọn chị gặp á, gặp đối phương thì bọn chị mới biết rằng là cái người này là có thể phù hợp với cô bé Vui này này. Thì bọn chị cần phải có cái cảm quan ban đầu. Thì về ngoại hình, về tuổi tác thì sao? Nói chung là ngoại hình và tuổi tác thì tuổi tác phải lớn hơn em. Nếu em tầm 3 đến 4 tuổi trở lên. Còn về tính tình người đó thì em nghĩ là biết cách đối nhân xử thế, biết cách quan tâm. Cạnh trai mà từng lập gia đình rồi được không? Mình lập gia đình nhưng mà đừng có em bé, đừng có con. Nhưng mà ví dụ như bạn trai chẳng hạn như là muốn em về làm dâu thì bây giờ em về được không? Em rất là thích làm dâu luôn đó chị. Mà về ngược lại quê đó, chẳng hạn như miền Tây mà về quê luôn đó thì em chấp nhận không? Em chấp nhận bình thường đó chị. Tại vì công việc này nó không có kiểu, nó không có phụ thuộc vào vị trí địa lý. Tức là ok, chuyện mà người ta đã từng đổ vỡ miễn làm sao chưa có em bé, em chấp nhận làm dâu, em về phụng dưỡng ba mẹ với người ta luôn. Mà gặp người ta ví dụ như là người ta hơi kiểu thể hiện ra là một cái người hơi khó tính, hơi gia chủ một xíu thì em thấy làm sao? Khó tính, nếu như mà thể hiện sự gia chủ thì khó tính, tại vì em nghĩ là nếu như mà thật sự cái lúc ban đầu á
người ta ngủ điện đâu thì mình cũng không có đón được đâu chị. Giống như em nè, chính như hiện tại mà em nói với chị cái gì cũng được hết, nhưng mà thật ra khi mà đời sống hàng ngày á thì em cũng sẽ có một những cái lối sống khác, có lúc tâm trạng của mình khác, cho nên với lại khi mà mình gặp một cái đối tượng nào đó mà mình muốn chở che, muốn bao bọc rồi kia là mình sẽ khác liền. Tức là mình sẽ tùy cơ ứng biến, gặp phải đối tượng đối phương của mình như thế nào, thời điểm nào thì mình sẽ có cái cách ứng xử vào thời điểm đó, đúng không? Đúng. Nói chung là đối tượng chị chỉ cần là biết tôn trọng đối phương thôi chị, biết tôn trọng đối phương chứ đừng có quá thể hiện chị. Ủa chứ em học đại học là em học ở trường nào vậy Vui? Em học ở trường Đại học Vật lý đó chị. Ở trước đây là khi ra trường thì em cũng làm ở dưới đó, xong rồi em miền Tây thì em mới lên Sài Gòn mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng năm 2019, khoảng năm 2019 em mới lên Sài Gòn. Rồi, ok. À, lên Sài Gòn xong mới quen cái mối tình thứ hai này đây đúng không? Dạ đúng. Ok rồi, cảm ơn Vui ha. Thì hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì có gì là chương trình sẽ liên hệ nếu có người phù hợp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị bài hát trước đi ha. Ai bảo khai ra đây làm chi, xong rồi giờ tôi đi vô đây nè. Dạ em cảm ơn chị. Rồi ok, cảm ơn Vui nhiều ha. Dạ em cảm ơn chị, em chào chị. Chào em có thể thoát được.